Boa tarde, boa tarde, padre. Boa tarde. Sim, sim. Então vamos. Está tudo bem, né? Boa tarde. Sim, sim. Boa tarde. Sim. Boa tarde. Então. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Pasqua. Ok, chào mừng các bạn quay lại về channel Hùng KaKa Vlogs, cuộc sống ở Châu Phi. Đấy, thì như hiện tại hai anh em mình là đang đứng đây mọi người. Mình và bạn Xóa, hai anh đề đấy. Ở phía sau là cái nhà thờ lợn của rất là nhiều bản mọi người. Ở đấy gọi là rất là nhiều bản luôn, là tập trung cuối tuần đấy, các ngày lễ cuối tuần hoặc là những cái ngày lễ lớn đấy, lễ lớn về nhà thờ gọi là mình cũng không am hiểu lắm, chỉ biết là những cái nhà thờ, những ngày lễ lớn là mọi tất cả người dân bản nó sẽ tập trung về cái nhà thờ lớn ở đấy. Thì như mọi người cũng biết đấy, là tất cả là rất là nhiều đường đấy, đường này này đấy, cũng có một con đường đấy là sẽ đi vào xuyên suốt của rất là nhiều bản ở phía trong này đấy, là đường này. Rồi có một con đường bên này nữa đấy. Đấy, đường này cũng đi rất là nhiều bản nữa đấy, đường rất là nhiều đường. Còn con đường này là đi từ ngoài thành phố đi vào mọi người đấy, đường này là đi từ ngoài thành phố đi vào đấy, mọi người nhìn thấy này đấy, là đi từ ngoài thành phố là đi vào đấy, và đi vào sâu trong này nữa là rất là nhiều bản đó mọi người đấy, đi vào đến 6 cái nhà thờ, 6 cái rừng cây này là rất là nhiều con đường để đi vào tất cả những bản khác. Và đấy là cái nhà thờ lớn là nằm ở ngay cái trung tâm này, để những ngày lễ lớn gì đấy là tất cả người dân, tất cả các bản đấy, mặc dù vẫn xa nhưng mà mình thấy mọi người là sáng dậy rất sớm, từ 3-4 giờ sáng để đi bộ ra đến đây để làm đi lễ nhà thờ. Đấy, thì mọi người cũng biết tất cả những bản làng đấy, tất cả bản nào không bản nào là có cái điện thắp sáng đấy. Thì mọi người biết đúng không? Cái nhà thờ này là vừa cuối năm ngoái là anh em mình đi qua đây cũng thấy là có cái đường điện lớn, đường điện cao thể lớn đấy mọi người. Đây, là đã chạy vào đến phục vụ cho nhà thờ lớn đấy rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy đường điện đây. Đấy, đường điện là chạy từ ngoài thành phố đi vào, cũng rất là xa, cũng mình cũng không tính rõ là biết bao nhiêu là chục cây số nữa, nhưng mà đấy, đường điện cao áp đấy. Đấy, điện cao áp là đi vào đấy, đi vào đến bên này đây là đi vào trong đến chỗ của nhà thờ lợn luôn đấy, đi vòng phía sau kia. Thì tí nữa mình sẽ ra quay cho mọi người xem luôn là cái đường điện lớn là đã đi vào đến nhà thờ rồi. Thì bây giờ là mình cũng có một cái kế hoạch là như sau, là mình sẽ vào nhà thờ và xin gặp cha nhà thờ, cha xứ đấy, để nói chuyện là xin cái công việc là để xem cha xứ, nhờ cha xứ xem là có xin được cái nguồn điện này, là để kéo về cho tất cả những bản làng ở gần đấy không. Đấy, trước mắt là sẽ xin kéo cho những cái bản làng ở gần, còn những bản làng ở xa thì rồi đấy sẽ từ từ mọi người. Ở chứ bây giờ ở gần mà chưa xin được mà đi kéo ở xa thì chưa thể nói đến điều gì cả. Đấy, bây giờ cứ trước tiên là để vào gặp cha xứ, là để nói chuyện với cha ra xem cái đường điện này như thế nào đấy, và có thể xin là để kéo về cho tất cả những bản làng ở gần đấy được không. Đấy, thì nhà thờ hôm nay thì cũng là tháng thứ 6 là không đi lễ, ngày mai thứ 7 chủ nhật thì chủ nhật mới đi lễ, thứ 6 thứ 7 không đi lễ. Bây giờ là mình sẽ đi vòng ra phía sau kia mọi người, là để đi vào đóng kia để xin gặp cha xứ đấy. Cha xứ thì bình thường ở đấy để cả tuần, vì từ đấy đi ra ngoài thành phố cũng rất là xa đấy. Và sẽ đi ra phía sau đấy, ở phía sau còn có đường mà. Vì trước nay chỉ có ngày chủ nhật đi lễ thì bắt đầu mới là mở cửa phía trước này để người dân đi lễ. Còn bây giờ muốn có công việc gì trao đổi thì phải đi ra phía sau mọi người, đi đường phía sau thôi, cổng 6. Cái cổng này là cổng chính đi vào nhà thờ thì không thể đi được. Đấy, mọi người thấy này, đường này, này cũng một con đường là đi vào bản này, rồi đi ra phía sau này, từ cái nhà thờ này đi lên cái bản gần nhất là bản Rafael, bản nông nghiệp đầu tiên, và cái bản của mình là bản Ahangka, là nó ở gần nhất ở đấy. Tạm thời sẽ dừng xe ở đấy mọi người, chứ không đi vào trong kia đâu, mình phải tôn trọng chứ. Đi bộ vào chào hỏi từ từ. Đấy, mọi người này, đường điện là kéo về đến đấy đây này. Đấy. Đấy, một dọc đấy, bên này, bên này. Ừ. Bên này thấy đường điện là kéo về đây mọi người. Đấy, rất là nhiều điện lưỡi đấy. Đấy. Đường điện là kéo về điện cao áp luôn đấy, điện bá phá luôn. Đấy, kéo về xung quanh nhà thờ đấy. Quá tài. Đấy, có cả trạm biến thể giờ kế tỷ mình sẽ xuống quay cho mọi người xem bây giờ. Thế đi vào xin gặp cha nhà thờ. À, xin gặp cha xứ. Quá tài. Đấy. Điền nó đi vào đây. Mọi người cuối tuần cũng đến đấy, để những người dân ở bản xá đấy cũng đến đấy là để bắt đầu là đi lên. Oh. Vừa gặp cha luôn. Ô ta đi vào. Sì sì sì. Tá tudo bem, né? Sì sì. Đấy. Yeah, o padre. E bora ficar aqui nessa. Đấy. Đấy, vừa vào là gặp cha luôn này mọi người. Yeah, padre. Eu vejo que tem no dia tá passando muito assim, agora quero ir ajudar como passar lá no aldeia próximo aqui, vamos. Tem no dia vamos sair de noite para criança vamos estudar, escrever, ou tudo gente vamos fazer uma coisa de noite. Assim já tem luz, né? É pouco tempo, né? É pouco tempo. Sim, sim. Sim, obrigado. De facto, aqui a luz era difícil. Sim, sim. Graças a um senhor que até a missão tem, não é? Que de facto gostamos. Agora, o povo não tem. É um pouco complicado. Ah, ok. Fica na escuridão, não é à noite, não consegue fazer nada. Sim, sim. É? Então, nós vamos rezar com a tua equipa, não é? A tua empresa, os chefes, não é? Se vocês podem ajudar, sim, 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 o povo, não é? Possa ter a luz também, porque a luz é importante para nós todos, não é? Aham, então, o povo vive na escuridão, à noite, até quando vem, mesmo a missão, nós temos, mas é que às vezes também vai e vem, não é? Então, okay, é a nossa alegria que você veio ter com o padre, não é? Vamos, sim, rezar, diz a eles que estamos prontos, não é? Para ajudar o povo, Ahangka, Tumbela, aqui, okay, aqui, eles não têm, não é? Então é muito difícil e muito complicado, sim, que elas possam nos ajudar, não é? Sim. E estamos prontos, e nós também vamos rezar por elas, não é? Dizer que vamos rezar sempre, porque vocês também estão a ajudar, estão a construir capelas, que é a nossa alegria, não é? Sim. Yeah. Muitas capelas que a igreja fica muito feliz. Yeah. Então, é isso que eu posso dizer, não é? Para nos ajudar, porque o povo não tem luz. Sim, o povo não tem. Então, sim, é só isso. É, luz é importante para tudo. Sim, 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 sim. Porque quando você tem luz, depois os jovens, alguns não vão fazer bandidagem, não é? Sim. Não vão roubar, sim, não é? Alguns vão fazer algumas coisas, vão abrir um pouco, como é que chama? Um pequeno emprego, não é? Sim. Cantinas, sim, assistir televisão, não é? Porque a mãe não consegue assistir televisão, é complicado. Yeah. É só dormir, não é? Yeah. Assim tá mal, vamos. Não tem luz, vamos fazer muito criança. Exatamente, quando tem. De facto, então é complicado. Yeah. Mas nós acreditamos, nós temos esperança que com a tua empresa, não é? Os chefes que vão ajudar, não sim, é? Sim. Que vão ajudar. Então, muito obrigado pela vossa, sim, não sim. É? Vossa presença aqui, sim, na missão. Tá. Não é? Então, nós também vamos vos apoiar com a nossa oração. Sim, sim. É luta da difícil, tem pessoas de fora, tem ajuda, sim, coisa assim, vão dar, né? Sim, sim, sim. Pessoas de fora para nos ajudar um pouco, porque sabemos que é difícil, mas quando eles veem a miséria, ou que não tem nada, então podem ajudar um pouco, não é? Okay. Que vai ser a nossa alegria. Sim, sim. Está, sim, bem. Sim, eu também quero ajudar por tudo, gente. Tem luz assim, agora aí, complicado. O padre vai ajudar a falar outra coisa, chefe lá, vamos mandar lá, né? Assim, padre já está pensando assim, né? Sim, sim. Então, precisamos falar com os chefes, não é? Para nos ajudar, não é? Sim, sim. Primeiro, vocês que estão no terreno, que estão a ver a realidade, que o povo não tem, não é? É difícil, aqui até era difícil ter, mas a luz é importante. Sim, sim. Que todo mundo tenha, não é? Isso que vai ajudar. Todo mundo pode assistir um pouco, não é? Sim, vai, sim, comprar televisão, não é? Cantina, como já dissemos, não é? Então, nós Como eu sempre estou a insistir... Vamos rezar também, da nossa parte, não é? Sim, você vai dialogar e fala com eles que insiste também que, para nos ajudar. Sim, sim. Porque a luz é importante. A luz é mesmo. É muito importante mesmo para tudo. Sim. Está bem. Agora parece muito tacubado. Ah, sim. Agora os fiéis, então, eu estou sentado a fazer alguns trabalhos. Os fiéis vieram das aldeias. Sim. Que eu estou a... tentar escutar as confissões, porque alguns vão casar-se. Então o padre, eu não tenho tempo, assim, aqui, acolá, então quando eu sair daqui eu vou sentar mais. Então, como eu disse, porque às vezes também nós vamos nas aldeias, quando você chega ali, quando há missa, não tem energia, é gerador. Então, quando não há gasolina, o padre tem que gritar muito, aqui fica complicado, não é? Então, quando nós temos energia, sobretudo as aldeias não é mais próximas, pode nos ajudar. Então, muito obrigado pela vossa presença, a vossa disponibilidade, não é? Nós também sempre estamos prontos para trabalhar, não é? O que podemos fazer. Então, muito obrigado, padre. Muito obrigado, eu também. Muito obrigado. Chả bây giờ cũng bàn thị việc mọi người là có người đến đăng ký để làm lễ kết hôn ấy. Tao phải giao documento para fazer casamento, né? Ah, sim, documento já, vou sentar fazer o casamento já, então vou sentar mais para atender os fiéis. Então, muito obrigado. Sim, então muito obrigado. Então, estamos juntos. Ok, então fiquem bem. Sim, phải. Cha cũng bận rất nhiều công việc nên là cũng nói sơ qua một tí, cha cũng nói rồi. Đấy, cái điển này là cha cũng biết là rất là quan trọng với tất cả mọi người, đặc biệt là những người dân bản nghèo ở trong vùng sâu, vùng xa. Thì đầu tiên thì cha cũng là xin rất là nhiều lần, nhiều năm mà xin cũng rất nhiều nơi. Rồi đến cuối năm ngoái đấy, cũng vừa rồi cách đây mấy tháng đó thì những cái điền này mới bắt đầu là về đến đây được. Đấy, mình cũng nói rồi, cha cũng nói như vậy, cũng rất là khó khăn. Và đặc biệt cha cũng nói câu là nhấn mạnh là nói là điền là cha biết rất là quan trọng với tất cả mọi người cũng như là người dân bản ông kia. Thì bây giờ mới được về đến nhà thờ là cha cũng là rất là vất vả rồi. Thì cha cũng nói rồi từ từ thì cha sẽ xin về cho người dân bản nhưng mà không biết đến bao giờ. Đấy, cha xin điền về cho nhà thờ còn mất là bao nhiêu là năm thì mới bắt đầu mới về được. Mà bây giờ để xin vào người dân bản thì cũng còn lâu, thì mình cũng nói chuyện với cha như thế. Thì cha cũng bần, cha mọi người biết đấy, cha đi ra là nói chuyện một tí cũng cha cũng rất là thông cảm và biết những cái công việc mà anh em mình làm giúp đỡ người dân ở đấy đấy. Vì mọi người cũng biết rồi, cha là anh em mình làm cái nhà cầu nguyện nào thì cũng nhờ cha đến đấy làm lễ cho cái nhà cầu nguyện mới. Thì hôm nay là cha rất là bận, thì cha cũng nói là hôm sau gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn nữa. Còn bây giờ là cuối tuần đấy, thì cuối tuần hôm nay thứ Sáu, thì thứ Bảy, Chủ Nhật là rất có nhiều người là xin làm cái đăng ký là để làm kết hôn đấy, đám cưới đấy. Thì mọi người ở bên Công giáo cũng biết đấy, khi muốn kết hôn đám cưới là ai thì phải đến có sự đồng ý của cha thì mới được lấy. Thì cha cũng là cuối tuần rất là nhiều việc. Thì mình cũng chỉ nói sơ quá về cha như vậy, là cũng mong muốn của mình là muốn là cho tất cả người dân bản, tất cả những bản làng, trước mắt là những bản gần ở đấy là có điện thắp sáng để buổi tối rồi con cái học hành rồi con làm những công việc buổi tối. Mà công việc ở dân bản không có điện tối thì đi ngủ được ga, mà đi ngủ sớm là sẽ sinh đẻ nhiều đấy mọi người. Nên mong muốn của mình cũng như anh em team Châu Phi là đưa được những cái điện để đến thắp sáng là cho tất cả người dân bản ở trong những bản vùng sâu, vùng xá đấy. Thì hôm nay cũng đến nói chuyện với cha như vậy thôi. Hôm sau mình sẽ đến tìm cha gặp nữa, và hôm sau mình sẽ đến gặp cha để nói chuyện tiếp. Nhờ cha là chúng là cái gì cũng phải đấy, phải đến nói chuyện rồi là rất là nhiều lần cái gì đấy thì lúc đó mới được thành công. Thì có đâu mà nhờ hết vào cha xử để cha xin. Nhưng mà mình thấy là cái này cũng rất là khó khăn, vì một cái đất nước ở bên này nó chưa phát triển như được những cái đất nước khác. Đấy, cái điền là cái rất là gọi là xa xỉ, xa hoa và rất là quan trọng với tất cả mọi người nên là rất là khó. Đấy, bây giờ mình sẽ đi quay một tí những cái đường điền cho mọi người xem là đã về đến nhà thờ đây rồi. Đường điền là chạy về khắp nơi đấy mọi người. Đấy, mình thấy dưới kia là có cả cái trạm biến thể luôn đấy. Đấy mọi người, đấy là có cái trạm biến thể luôn này. Đấy, trạm biến thể rất là to luôn. Tàu mình thấy vào cái đường điện Bá Phá đấy, chạy từ đây ra đến ngoài kia đó mọi người. Đấy. Những cái nhà thờ này là những cái nhà thờ cổ mà ngày xưa đấy, cách đấy gọi là cũng phải vài chục năm, cả trăm năm rồi. Ngày xưa là cái này là của người Bồ Đào Nha. Đến đây là sấy ngày xưa là đến sấy rồi là để lại đấy, mình cũng được biết như vậy. Chứ nhìn cái nhà thờ đã biết là lâu năm rồi. Thôi bây giờ anh mình cùng đi ra ngoài này một tí. Đấy, cuối tuần người dân bản cái đồi đô đến đấy ở nhà thờ để ngày mai ngày kia đi lễ. Vì người bản rất là xa luôn. Người dân ở bản xã là phải đến trước 1 đến 2 hôm đấy. Chứ không phải là đến ngay mới đi được đâu. Đi toàn đi bộ. Chứ không phải là đi có xe gì ấy, đi đường điện nó chạy từ 6 kia đó mọi người. Đấy. Rồi vòng ra trước bên này. Đấy. Vòng ra bên này là cái đường này là đường đấy, chạy ra ngoài thành phố đấy. Cả cái cột điện làm chạy ra ngoài thành phố đấy. Đấy. Chỉ có duy nhất là cái nhà thờ lớn này là có điện thôi. Bây giờ mà muốn xin về cho người dân bản thì giá cũng nói rất là khó khăn trong cái việc này. Đấy, cái đường điện chạy thẳng ra ngoài kia mọi người. Mọi người cũng nhìn thấy thẳng là cái đường kia ngoài đấy. Đấy thì nói chung là như mọi người biết đấy, thì cuối năm ngoái thì mình cũng lại còn thấy là có cái đường điện là chạy vào nhà thờ đấy. Thì lúc mà nhà thờ mới có thì mình cũng không dám vào nói chuyện về cha về cái vấn đề đấy. Anh em mình cũng mong muốn là tất cả người dân bản là có điện để sử dụng đấy. Những cái gì muốn phát triển đi lên, đất nước muốn phát triển đi lên đấy. Đấy, mình không dám nói đất nước nhưng muốn người dân phát triển được đi lên thì điều đầu tiên là điện, đường, trường trạm. Đấy thì chúng bây giờ làm một cái gì thì sẽ làm cái này, thì mình chỉ là đến có cái ý kiến với cha là như vậy, là mong sao là cha xin được cái điện về cho người dân bản đấy là để thắp sáng, nhưng mà cha nói là rất khó khăn. Cái này là những cái vốn đầu tư từ người nước ngoài về thì mới là bao nhiêu là tiền thì mới kéo được cái đường điện về ở đấy. Và cha cũng là vừa nói cha cũng nói rồi đấy, là cha cũng đang có ý kiến, có ý định là sẽ xin về cho người dân bản, nhưng mà cha cũng nói là những cái vấn đề đấy là khó, mà đặc biệt là phải chờ rất là lâu. Vì đấy tất cả người dân bản rồi là ai cũng không có cái gì để mà quyên góp, chỉ có cha sự là cha nhà thờ là đi xin rồi là quyên góp tất cả đến mọi khắp nơi thì mới bao nhiêu năm đấy mới được có cái đường điện là chạy về nhà thờ để phục vụ ở nhà thờ. Vì ở nhà thờ cũng có rất là nhiều trẻ em mồ côi ở đấy, rồi là bao nhiêu thứ rồi người dân, rồi là bao nhiêu thứ ở nhà thờ đấy mọi người cũng biết rồi. Thì nói chung là trước mắt là cứ như vậy, đây cha cũng hứa sẽ để xem thế nào rồi hôm sau cha cũng sẽ nói chuyện với mình nữa. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là cũng khó lắm, vì cha cũng còn rất là bao nhiêu là việc phải làm đấy. Chỉ xin cái đường điện về nhà thờ đấy mà mất bao nhiêu là năm rồi, nói gì bây giờ xin vào cho người dân bản. Nên thôi cứ tạm thời để cho cha xem thế nào. Đấy, mình cũng sẽ là thường xuyên đến gặp cha mọi người để thúc giục cha là đi xin nhanh về cho người dân. Đấy là mình ý định của mình như vậy thôi. Còn mọi quyền quyết định là cũng như là mọi việc là phụ thuộc vào cha xứ đấy. Đấy thì bây giờ anh em mình cũng xin phép về, cũng chiều rồi, nặng rồi, đi vào bản về mình cũng tiền là đi quá đấy, là có cái ý định này luôn. Thì bây giờ mình cũng xin phép về. Thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng KaKa Vlogs cuộc sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nhá. Chào các bạn. Đấy, bây giờ đi về luôn mọi người. Đấy, cái đường điện đây, đường điện nó chạy thẳng từ đây ra ngoài chỗ thành phố thì đã anh em mình ở luôn đấy. Điện này là cũng là điện cao thể luôn đấy. Bá Phá đấy. Khi vào đến đấy bắt đầu là vẫn mới hạ thế mọi người. Khi đi vào đến người dân bản sẽ là điện hạ thế chứ không phải là điện cao thế như thế này đâu đấy.